cái này gọi là gì nhỉ? Biệt phủ. Dòng họ của bạn là mày, mày ơi, dòng họ của mày là gì? Nguyễn Văn. Nguyễn Văn, biệt phủ ở nhà Nguyễn Văn. Mọi người đang chụp ảnh. Thôi mình sẽ cho các bạn ra xem khung cảnh. Hello everyone, đây là những sản phẩm của bạn mình. Bạn mình đang có kế hoạch start up. Và đây là những đứa con tinh thần đầu tiên của bạn mình. Wow, thật là đẹp phải không các bạn? Mọi người hy vọng là các bạn sẽ đón nhận và ủng hộ đứa con tinh thần này. Bye bye.